Trong thời gian vừa qua, tất cả các du khách đến với thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn và trả tiền với giá ưu đãi. Còn lại thì sẽ cách ly ở cơ sở tập trung của quân khu 3 theo chỉ đạo của chính phủ. Và đã có nhiều công dân Việt Nam trở về nước cách ly theo hình thức tự nguyện. Khách sạn Bạch Đằng được thành phố Hạ Long đưa vào danh sách những khách sạn thực hiện cách ly tự nguyện có trả phí. Hiện tại hơn 100 phòng của khách sạn này đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho người cách ly tự nguyện. Đối với khách sạn chúng tôi thì được nhận lệnh chưng dụng của thành phố, chúng tôi rất là hân hạnh và rất là vui mừng khi mà các đồng chí đã đưa khách sạn Bạch Đằng chúng tôi để chưng dụng cho những người cách ly. Và tôi nghĩ rằng phòng chống dịch bệnh cũng như là chống giặc, và chúng tôi cũng góp phần nhỏ bé của mình vào cái công cuộc chống dịch này. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã chuẩn bị phương án và đưa 6 khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long để công dân cách ly tự nguyện có trả phí, với khả năng đáp ứng được trên 1.000 công dân có thể cách ly tập trung. Có đầy đủ lực lượng công an, dân phòng, y tế, giám sát y tế một ngày 2 lần. Ngành y tế đã thành lập ban giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các khách sạn thực hiện các kỹ năng phòng chống dịch. Ngoài ra, trong tình huống mà còn nhiều công dân nữa có nhu cầu ở các khách sạn còn lại, thì chúng tôi sẽ huy động thêm nhân lực y tế từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, từ Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi, v.v. Và những cái lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sẽ vào cuộc. Cho nên là các công dân yên tâm và nhân dân yên tâm khi mà các cái khách sạn cách ly tập trung nộp phí đảm bảo hoàn toàn an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về tránh lây chéo và an toàn về y tế tại các cái trung tâm này. Việc triển khai thu phí đối với những người cách ly tự nguyện tại khách sạn cho thấy những quyết tâm và chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng chống dịch. Đây là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho người cách ly có chỗ ở phù hợp theo nguyện vọng, giảm bớt sức ép cho các tuyến cách ly phía trên.